Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh Chúa Ngài cho đời sống của chúng ta và sinh hoạt mà Chúa Ngài cho chúng ta có được trong hội thánh ở tại đây. Chúng tôi biết ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài. Chúa Ngài có những lẽ đạo rất là quan trọng để giúp đỡ cho chúng ta ở trong những ngày này. Như chúng ta biết, chúng ta là một trong những hội thánh. Chúng tôi nhắc nhở để anh chị em là những người được Chúa Ngài ban phước, chúng ta trở nên phần tử ở trong hội thánh chung của Chúa, là những người trông đợi sự trở lại của Đức Chúa Jesus Christ. Có lời hứa cặp theo không? Chúa Ngài ban phước cho những ai trông đợi sự trở lại của Chúa. Thì khi chúng ta có một lòng sẵn sàng, thì chúng ta sẽ vui mừng mà mong đợi, đón chờ, nghênh đón Chúa khi Chúa Ngài trở lại. Nó không thể là một sự bất ngờ cho chúng ta được. Vì lời của Chúa bảo với chúng ta rằng chúng ta là con của sự sáng, thì chúng ta không thể nào sống ở trong sự tối tăm, mà chúng ta phải là những người nhận biết. Chúng ta không định ngày giờ, nhưng mà chúng ta biết cái mùa, cái thì mà Chúa Giêsu đã báo trước cho chúng ta biết. Khi chúng ta thấy cây vả nước lọc thì chúng ta biết mùa hè đã đến. Khi chúng ta nhìn thấy những dấu hiệu mà Chúa Ngài đã báo trước, chúng ta biết là ngày của Chúa trở lại đã rất gần. Đây là phải là điều mà chúng ta là những người con cái của Chúa, chúng ta phải học, chúng ta phải quan sát. Một sư Billy Graham đã từng nói, chúng ta có thể trở nên một cơ đốc nhân cấp tiến khi một tay chúng ta cầm một cái tờ báo và tay bên kia chúng ta cầm một quyển kinh thánh, để chúng ta thấy những diễn tiến diễn ra trong thế giới của chúng ta và những gì lời của Chúa đã báo trước cho chúng ta, hầu cho chúng ta có thể luôn luôn sống trong sự sống thức tỉnh và là những người sẵn lòng, sẵn sàng để nghênh đón Chúa khi Chúa Ngài trở lại. Chúng ta biết những cái biến cố xảy ra ở trong những ngày qua về chiến tranh, về tiến đồn của chiến tranh, cũng như những việc mà chúng ta đã thấy diễn ra ở trong những ngày qua. Chúng ta biết rằng ngày của Chúa trở lại đã rất gần. Và chúng ta biết rằng trong cái chuyến đi ra nước ngoài lần thứ nhì của Tổng thống của nước Nga sau khi ông bắt đầu chiến tranh với Ukraine, thì chúng ta thấy rằng ông đã gặp gỡ và có một cái liên minh lần đầu tiên nước Thổ Nhĩ Kỳ, Turkey, là chúng ta biết rằng là một thành viên của NATO, nhưng mà lần này đã bắt tay và đứng chung với Nga cũng như là nước Iran. Thì nó báo cho chúng ta, những người nghiên cứu về sự trở lại, sự tái lâm của Chúa, đó là cái cuộc chiến mà lời của Chúa báo chúng ta biết trước khi Chúa Ngài trở lại, những thành viên ở trong đạo quân ở phía bắc của Do Thái của Israel sẽ đưa quân xuống để đánh Israel, đang ký hợp đồng và đang đứng chung với nhau. Và ngoài hai nước này thì các nước mà chúng ta thấy đã được lời của Chúa ở trong Ezechiel 38-39 ghi lại đang hiệp lại với nhau. Đoàn quân này đang chuẩn bị một cách sẵn sàng. Thì chúng ta không sợ thì chúng ta đã được cứu về ngày Chúa trở lại. Chúng ta không sợ nếu chúng ta sẵn sàng. Nhưng mà lời của Chúa bảo chúng ta rằng chúng ta phải tỉnh thức và hầu việc Chúa cho đến ngày Chúa đến. Nợ phải trả, việc tính sổ, phải tính những tất cả những gì mà Chúa Giêsu Ngài dạy. Những người đầy tớ quản lý các của cải mà chủ giao, chúng ta làm xong tất cả điều đó. Và chúng ta đứng và chúng ta trông chờ sự trở lại của Chúa. Tôi muốn mỗi một chúng ta ở trong vị trí đó. Chứ không phải là nơm nớp lo sợ. Mỗi lần chúng ta nghe nói tiếng đồn về chiến tranh hay là động đất hay là dịch lệ thì chúng ta hốt hoảng, nhưng mà phải là những người một mắt chúng ta nhìn thấy cái sự trở lại của Chúa như là một điều mà chúng ta mong đợi. Một phía bên kia là chúng ta xong những gì Chúa Ngài dạy chúng ta, Tin Lành phải được giảng ra trên đất này, khắp đất này, rồi những sự cuối cùng bắt đầu. Tin Lành của Chúa phải được rao giảng ra khắp đất. Cho nên ở trong ơn của Chúa, chúng ta biết một điều, đó là Tin Lành của Chúa phải được rao giảng ra trên khắp đất này rồi Chúa mới trở lại. Và một trong những điều chúng ta là những người mong đợi sự trở lại của Chúa chúng ta phải làm là chúng ta phải tập trung mọi nỗ lực để chúng ta giảng Tin Lành của Chúa đến khắp cùng trái đất. Chúng ta nắm bắt tất cả những cơ hội mà Chúa Ngài ban cho. Và hội thánh của Chúa, chúng ta tiếp tục đi vào ở trong kế hoạch mà chúng ta tin rằng Chúa Ngài đang phục hồi cho hội thánh của Chúa ở khắp nơi. Đó là chúng ta sẽ phát triển lớn và nhỏ cùng một lúc. Chúng ta phát triển một cách lớn rộng khi chúng ta dắt đưa nhiều người đến với Chúa ở tại đây, tại thành phố của chúng ta cũng như ở khắp mọi nơi. Và chúng ta phát triển nhỏ khi chúng ta đưa tất cả các anh em của chúng ta vào ở trong các hội thánh đơn giản.
mà trước đây thì danh từ được gọi là nhóm nhỏ hay là nhóm tế bào. Nhưng mà chúng ta thấy rằng lời của Chúa thì cho chúng ta biết là hội thánh của Chúa. Những hội thánh địa phương, những hội thánh đơn giản, không phải như cấu trúc của một hội thánh lớn. Như chúng ta thấy các điểm nhóm mà Phaolô đã đi và thành lập. Rồi có hội thánh lớn trở nên cái trung tâm để sai phái các giáo sĩ đi ra, như là hội thánh ở tại thành Antioch. Hay là chúng ta thấy như tại thành Epheso, sau khi được huấn luyện dạy dỗ ở tại tường trường Teranu, thì chúng ta thấy rằng đạo của Chúa đã được rao giảng ra ở khắp các vùng trong thời bây giờ. Thì chúng tôi mời anh chị em chúng ta là con cái của Chúa trong hội thánh tại đây, thì chúng ta biết rằng ngày mà Chúa ngày sắp trở lại chừng nào, chúng ta càng phải nhóm nhau lại chừng đó. Như Chủ nhật tuần rồi tôi chia sẻ với anh chị em cái nguyên tắc: kẻ thù của chúng ta là ma quỷ, luôn luôn đi rình mò chung quanh chúng ta xem ai nó có thể nuốt được. Cái người mà nó có thể nuốt được là người lẻ bày, là người không có cái sự yểm trợ khích lệ của các anh chị em khác. Vì khi sư tử nó nhìn một bầy thì nó thấy một con vật lớn hơn sức tấn công của nó, cho nên nó phải bỏ đi chỗ khác. Nó ngồi nó rình, nó chờ để khi có một con nào đó lẻ bày đi ra, có thể thích ăn của lạ hay là đi theo một tiếng gọi nào đó. Mà chúng ta thấy rằng khi tắt bầy là nó sẽ phóng tới, nó làm thịt, trở nên mùi ngon cho nó. Hội thánh của Chúa, Chúa muốn chúng ta đứng chung với nhau, khích lệ nhau, nâng đỡ nhau, quan sát, hướng dẫn nhau trong bước đường đi theo Chúa. Và một trong những điều hội thánh của Chúa chúng tôi sẽ làm là tiếp tục giảng dạy lời của Chúa và khuyến khích anh chị em chúng ta tập làm một cái công việc, đó là chúng ta thu nhỏ cái khoảng cách giữa sự hiểu biết của chúng ta về lời của Chúa và việc chúng ta thực hành lời của Chúa. Thì nhóm hội thánh nhỏ sẽ làm một trong những điều rất là quan trọng, đó là chúng ta hiệp lại với nhau cầu nguyện xin Chúa ngày hướng dẫn để chúng ta đào sâu hơn ở trong phần kinh thánh, ở trong bài giảng mà chúng ta được nghe trong ngày Chủ nhật. Lần này chúng ta hỏi nhau và đặt cái trách nhiệm lẫn nhau là chúng ta sẽ áp dụng như thế nào về những điều chúng ta đã học. Bên chị em biết một cách lý thuyết là một việc, nhưng mà thực hành thì là một việc khác. Mà Chúa nói rằng ai mà nghe lời của Chúa mà áp dụng làm theo thì mới như người khôn ngoan xây tất nhà của mình ở trên đá. Bằng không chúng ta nghe, chúng ta lấy ý, chúng ta có một kiến thức mà chúng ta không áp dụng thì chúng ta đang đùa giỡn với cuộc đời của mình. Vì khi ngày mà mưa xa, nước chảy, gió lai thì cái nhà đó sẽ sập và hư hại rất là nhiều vì nghe mà không áp dụng. Cho nên chị em, tôi khuyến khích sau giờ nhóm này nếu chưa ghi danh để sinh hoạt trong một hội thánh đơn giản, tôi khuyến khích anh chị em làm công việc đó. Trong buổi nhóm đó, ở trong tuần, chúng ta được gặp nhau cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ các ơn phước của Chúa và cùng mở lời của Chúa để chúng ta tự nuôi mình bằng lời của Ngài. Thì chúng ta cảm ơn Chúa vì có những lúc chúng ta ngồi học lời Chúa chung với nhau, và cũng có những lúc chúng ta được khích lệ để chính chúng ta phải khám phá điều mà mục sư người giảng chia sẻ lời Chúa với chúng ta đã khám phá trong thời giờ nghiên cứu cá nhân, để rồi mỗi một chúng ta sẽ học biết và sẵn sàng để chúng ta có thể nuôi mình bằng lời của Chúa. Vì biết đâu chừng chúng ta có những lời báo trước của Chúa trong những ngày cứu rốt vì tội lỗi thêm nhiều, mà lòng yêu mến Chúa của nhiều người sẽ nguội dần, sẽ có một sự bội đạo lớn lao ở trong giáo hội. Chúa báo trước điều đó. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể trở nên những người bội đạo nếu chúng ta không nắm vững và làm theo lời của Chúa. Mục đích thứ hai là để chúng ta giới thiệu lời của Chúa, chân lý của Ngài cho những người lân cận chúng ta. Ai mà Chúa đặt để trong lòng của chúng ta đặt mục tiêu, chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ chia sẻ với họ. Và tuần sau khi chúng ta gặp gỡ các anh chị em trong nhóm của mình, họ sẽ hỏi chúng ta là chúng ta đã làm gì với điều chúng ta hứa, chúng ta đã thực hiện nó như thế nào, có gặp trở ngại gì hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ để chúng ta quản lý một cách tốt đẹp các thứ ơn mà Chúa Ngài đã ban cho đời sống của chúng ta. Amen anh chị em. Vì Chúa rất muốn tất cả chúng ta đều sẽ đứng lên, như chủ đề của đại hội năm nay, hãy vùng dậy. Tại sao? Vì sự chiếu sáng của Chúa, ánh sáng của Chúa đã chiếu rọi trên đời sống của chúng ta, thì chúng ta phải vùng lên, chúng ta phải đứng lên. Vì rất là nhiều người cần thấy cuộc đời của chúng ta cũng như nghe sứ điệp mà Chúa muốn chúng ta rao giảng. Trong bắt đầu hôm nay, chúng tôi sẽ mời anh chị em chúng ta đeo đuổi một cái loạt bài được đặt tên là Hy vọng. Chúng ta sẽ cùng học những câu chuyện, những ẩn dụ mà Chúa Giê-xu Ngài đã dạy, để chúng ta rút tỉa những cái niềm hy vọng
hy vọng cho tội nhân, hy vọng cho những đứa con quan đàng, hy vọng cho những người đau khổ, hy vọng cho những người đang tìm kiếm Chúa để có thể nhận được cái sự dạy dỗ và chúng ta đi ra để chúng ta lan tỏa và rao giảng cái niềm hy vọng này, là niềm hy vọng duy nhất mà con người của chúng ta có thể đứng ở trên những niềm hy vọng này để đảm bảo về sự sống đời đời của mình. Rất là quan trọng. Tất cả mọi người ở ngoài kia là những người chưa biết Chúa đều cần nghe những lẽ thật này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ đề tài đầu tiên, đó là hy vọng cho tội nhân. Chúng ta sẽ nghe thế nào chính Đức Giê-xu Ngài rao báo một lẽ thật mà sẽ đem niềm hy vọng cho những tội nhân xấu xa, đó rằng họ có thể được xưng công bình ở trong Chúa. Và những một lẽ thật mà Chúa Giê-xu Ngài muốn đánh thức và làm cho tất cả những người dựa nương vào công đức riêng của mình để được vào nước thiên đàng sẽ thấy được một cái kết luận của Chúa Giê-xu mà chúng ta thấy rằng họ có thể làm những công việc của tôn giáo nhưng mà vẫn lạc mất và khi chết vẫn đi thẳng xuống quả ngục. Đây là lẽ thật rất là quan trọng mà tôi tin rằng chúng ta cần nghe, cần được nhắc nhở ở trong ngày hôm nay để chúng ta sẽ rao giảng những điều này cho tất cả mọi người, luôn cả những người thân thương ở trong gia đình của chúng ta, là cha mẹ, là con cái, là cô chú, là những người thân thương trong gia đình của chúng ta. Họ có thể là bác sĩ, họ có thể là những người cao cấp trong chính quyền. Ai chưa nắm được lẽ thật này thì họ chết, họ có thể đi thẳng xuống quả ngục. Và trách nhiệm của chúng ta là cần phải nói cho họ. Luca chương 18 câu 9 cho đến câu số 14, chúng ta cùng nghe phần kinh thánh này và chúng ta tìm hiểu những điều mà lời của Chúa ở tại đây muốn dạy dỗ chúng ta. Đức Giê-xu lại kể ẩn dụ này cho một số người tự cho mình là công chính mà khinh bỉ những người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisee và một người thu thuế. Người Pharisee đứng dậy và cầu nguyện về mình như thế này: Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài vì con không phải như những người khác tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế này. Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần và nộp một phần mười về mọi lợi tức của con. Còn người thu thuế đứng xa xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực thưa: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con vì con là một tội nhân. Ta bảo các con, người này trở về nhà của mình được xưng công bình chứ không phải như người kia. Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao. Một ẩn dụ ngắn nhưng mà chúng ta thấy chứa đựng một chân lý rất là quan trọng liên quan đến đời đời của chúng ta. Khi Đức Chúa Giê-xu Ngài rao giảng tin lành của Chúa và dạy dỗ những người ở trên đất này, thì Chúa Ngài thấy có một số người họ tự tin vào bản thân của mình và cho rằng họ là những người công chính. Và Chúa Giê-xu cũng thừa biết là tất cả các tôn giáo khác ở trên đời này đều đi theo phương châm này: mình phải nỗ lực, mình phải tự tu, tự sửa, mình phải tích lũy, mình phải làm đủ mọi thứ để mình lấy điểm. Và mong rằng cái ngày mà mình đứng ở trước đấng tạo hóa, cái ngày mà mình trút hơi thở cuối cùng, thì mình đủ điểm để được đưa vào một cuộc sống, một trạng thái, một cái chỗ mà phước hạnh và thoát khỏi những đau đớn ở trên trần gian này. Anh em nhìn đi, tất cả các mối đạo ở trên thế gian này đều như vậy. Luôn cả những nhóm mà tách ra hay là được lập nên có liên hệ đến niềm tin của tin lành nữa. Và Chúa Giê-xu Ngài thấy điều đó và Ngài đã kể ẩn dụ này để dạy dỗ một cái lẽ thật mà chúng ta thấy hết sức là quan trọng. Ngài rao giảng một tin lành rất là cần thiết để những tội nhân có tìm hy vọng rằng trong Đức Chúa Giê-xu Christ họ có thể được cứu. Và tôi muốn nhắc nhở và chia sẻ anh chị em những điều này bởi vì có một cái loại tôn giáo tin tưởng vào bản thân và tuyên bố sự công bình trỗi hơn những người khác. Đây là một cái sự ghê tởm đối với Đức Giê-xu 2000 năm trước. Và tôi tin rằng nếu Chúa Ngài đi lại ở trên mặt đất này ngày hôm nay mà Ngài giảng tin lành thì Ngài cũng sẽ giảng sứ điệp này là một trong những điều quan trọng hàng đầu, bởi nó liên quan đến sự cứu rỗi. Hai con người, hai lời cầu nguyện mà chúng ta thấy có hai cái kết quả khác nhau. Một là được tha thứ, được xưng công bình. Hai là trở về nhà không có gì thay đổi.
hai con người, hai lời cầu nguyện, nhưng mà hai kết quả khác nhau. Hai con người có hai lối sống, nhưng mà Chúa Giêsu ngày cô động lại một cái giây phút hết sức là quan trọng. Cái giây phút đó quyết định tương lai của họ kể từ đó sẽ ra như thế nào. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta cùng học và nắm vững điều này. Học cho chúng ta sẽ không để cho những cái lời dạy dỗ cũng như các tôn giáo xung quanh của chúng ta, dù nó có lớn, nó có rộng như thế nào, và nó có thể là như nhiều người đã sử dụng, đến Việt Nam chúng ta trước hơn Tin Lành của Chúa đến lúc nào, thì chúng ta vẫn nhớ một điều là không có một sự cứu rỗi nào khác ở dưới trời này, không có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu, cũng không có một việc công bình nào mà chúng ta có thể làm để đủ tiêu chuẩn để chúng ta được hưởng sự sống đời đời. Mục sư chủ quan quá. Không, không phải chủ quan, nhưng mà đó là chân lý của Kinh Thánh. Chúng ta đừng dại dột để chúng ta lại chọn một cái lối sống là chúng ta phải khách quan, chúng ta phải rời rộng một chút xíu, cứ giảng là chỉ có tin Chúa Giêsu Christ mới được cứu mà thôi, thì như vậy có hẹp quá không? Đường nào cũng về La Mã, đạo nào cũng tốt mà, chưa chắc. Và lời của Chúa xác nhận với chúng ta không có một con đường nào khác. Con đường duy nhất là Đức Chúa Giêsu, là Đấng đã phán ta là đường đi chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Để chúng ta đến với phần Kinh Thánh này thì chúng ta thấy Chúa Ngài muốn giúp đỡ cho những người tự cho mình là công bình đủ, công chính đủ. Và đối với Chúa, đây là một cái tội lỗi gian ác nhất. Bởi vì cái tội này nó sẽ bao che và nó sẽ khuyến khích người ta đừng ăn năn, đừng hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời, vì ngươi tốt đủ. Và Đức Chúa Trời không thể nào làm gì khác hơn được là phải bắt buộc cho ngươi vào thiên đàng của Ngài, bởi vì ngươi quá tốt. Ngươi đã làm được những điều mà Đức Chúa Trời bắt buộc phải chiều và đưa ngươi vào trong thiên đàng. Và đây là một cái sự gạt gẫm mà chúng ta thấy rằng rất là nguy hiểm. Và tội này nó cũng là một cái tội mà chúng ta thấy rằng khi người ta phạm cái tội này thì nó sẽ dẫn đến một cái chỗ là chúng ta thấy họ không còn ăn năn nữa. Thứ nhất là nương dựa vào sự công chính của cá nhân, và thứ hai cho mình thánh hơn những người khác. Khi chúng ta so sánh chính mình với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy cái chỗ đứng thật của chúng ta. Nhưng mà chúng ta so sánh với người khác, mà thường chúng ta không so sánh lên, tìm những người tốt hơn mình, chúng ta so sánh hơn những người tội lỗi hơn mình, và chúng ta nói rằng so với cái người đó tôi vẫn là tốt. Như có cái chuyện kể, có một người rất là gian ác ở trong thành phố. Ông này qua đời, thì người anh của ông đi đến gõ cửa các nhà thờ nhờ các mục sư làm lễ tang lễ cho ông này, với cái điều kiện là ông mục sư phải tuyên bố đây là một cái người thánh, một người rất là tốt. Và chúng tôi sẽ gửi dân tiền cho nhà thờ một số tiền trọng hậu. Không có mục sư nào dám giảng, tại vì biết ông này là một cái người rất là gian ác. Ai trong thành phố đó cũng biết con người này. Cuối cùng có mục sư, ông nói được, tôi sẵn sàng. Và tôi sẽ tuyên bố cái người nằm xuống này là một cái người rất là tốt, một cái người thánh đó. Và khi nghe tin vị mục sư này nhận lời, thì cả thành phố người ta kéo nhau đến để người ta xem ông mục sư này làm sao ông có thể nói được cái người gian ác này là một cái người thánh được. Buổi lễ diễn ra, mọi người hồi hộp chờ. Mục sư đã tuyên bố, rất tiếc là con người nằm ở trong quan tài này đã nằm xuống, nhưng mà đây là một con người thánh nếu đem so với anh của ông ta. Ông làm đúng, ông mục sư làm đúng cái yêu cầu, là tuyên bố rằng ông này thánh. Nhưng mà thánh so với ai? Thánh so với lại ông anh gian ác kia đó, thì ông này tốt hơn nhiều. Anh chị em, chúng ta khi so sánh với những người khác thấp hơn chúng ta tội lỗi, thì chúng ta lại tự cho rằng mình là người thánh luôn. Nhưng mà khi chúng ta so sánh với Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết tuyệt đối, chúng ta mới thật sự thấy được con người của mình, và chúng ta cần sự thương xót của Chúa như thế nào. Nhưng tôi tin rằng đây là một cái tội kinh khủng lắm anh chị em, mà Chúa Giêsu phải dạy dỗ để chúng ta có thể thấy được, đó là
kẻ cậy mình là công chính và coi thường người khác là một điều nguy hiểm vô cùng. Vì người Pharisee luôn luôn khinh thường những người thu thuế. Chúng ta biết người Pharisee thì họ là những người được giao cho một cái trách nhiệm. Đây là một cái đảng tôn giáo mà có một số bản dịch thì gọi đây là những người biệt lập. Họ đã biệt riêng cuộc đời của họ. Cái bắt đầu của họ rất là tốt, bởi vì đây là những người yêu nước. Họ học nghiên cứu ở trong lịch sử, họ thấy rằng lúc nào mà dân sự của Chúa, tiễn dân của Chúa đeo đuổi lời của Chúa, luật pháp của Chúa và giữ một cách tốt đẹp, Chúa ban phước trên đất nước đó. Nhưng mà lúc nào họ bỏ luật pháp của Chúa và xoay lưng không còn thờ phượng Đức Chúa Trời mà thờ lại những bà thần, thì phước của Chúa ngưng động. Họ bị hạn hán, đói kém, họ bị các nước lân bang tấn công và bắt họ làm phu tù, v.v. Thì những người yêu nước này, họ mới lập ra cái đảng gọi là đảng Pharisee này, đảng biệt lập này, để họ dùng hết tất cả cái sức lực của mình để giữ cho một cách trọn vẹn luật pháp của Chúa. Và để họ có thể giữ một cách tốt đẹp nhất, họ chế thêm, cộng thêm vào các luật của Chúa, thêm những điều kiện khác nữa để đòi hỏi một người phải giữ một cách nghiêm ngặt để họ có thể trở nên một cái nhóm người mà có thể đem lại phước hạnh cho đất nước xứ sở của họ. Một cái bắt đầu, một cái ước mơ tốt. Nhưng mà sau một thời gian thì những con người này bắt đầu thấy mình đã giữ luật pháp của Chúa một cách trọn vẹn, và mình đã trở nên những con người rất tốt ở trong xã hội. Thì họ bắt đầu nương tựa vào ở trong sự công chính của cá nhân của mình, thay vì nương tựa vào lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời ban luật pháp không phải để chúng ta giữ luật pháp để được phước, để được cứu, nhưng mà Chúa ban luật pháp để bảo vệ chúng ta khỏi những sự đau khổ trong đời sống của mình. Luật pháp cũng cứu chúng ta. Nhưng mà người Pharisee này sau một thời gian thì họ đã làm đủ mọi cách để chẳng những giữ mà còn khoe khoang về cái sự công chính của mình. Bởi vì họ cho rằng họ là những người đã giữ trọn luật pháp của Chúa. Thành phần trong xã hội trong lúc bây giờ có một bức ảnh ngược lại. Đó là những người thu thuế. Đó là những người cũng là dân Do Thái, giống như những người Pharisee. Họ cũng biết Chúa, họ là những người làm việc cho đế quốc La Mã, ở trong sở thuế. Và công việc của họ, đó là họ đặt ra những cái luật thuế cao hơn là của đế quốc La Mã đã định. Cho nên họ thâu nhiều hơn cái số tiền thuế của dân chúng. Cho nên dân chúng người ta quán trách và người ta rất ghét những người thu thuế này. Người Pharisee là hình ảnh của những người có một cái sinh hoạt tôn giáo rất tốt. Đây là những người có tinh thần của tôn giáo. Những người thâu thuế là những con người sống một cuộc sống mà người khác ghét bỏ. Là hình ảnh của những tội nhân sống ở trong tội lỗi của mình. Đức Chúa Giêsu đưa ra một cái sứ điệp ngày hôm nay mà chúng ta đang học để nói đến cái sự khác biệt của hai con người cùng đi lên đền thờ để cầu nguyện. Và khi trở về, hai kết quả khác nhau hoàn toàn. Chúng ta tạm dừng tại đây để đặt câu hỏi. Rằng anh chị em, bạn có tin tưởng vào chính bản thân của mình và cho rằng mình tốt đủ không? Bạn có cảm thấy mình giỏi hơn những người khác không? Tôi thì số dách rồi, số một rồi. Tôi thì đã đắc đạo rồi. Nếu có, thì sứ điệp của Chúa Giêsu cho 2000 năm trước cũng là sứ điệp cho bạn ở trong ngày hôm nay. Xin Chúa cho để chúng ta nghe thật kỹ và chúng ta chỉnh sửa để chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón Chúa khi Chúa nghe trở lại. Thứ nhất, chúng ta cùng suy nghĩ một người tốt nhưng hư mất. Theo câu 11-12, người Pharisee đứng dậy và cầu nguyện về mình như thế này. Cầu nguyện về mình, tức là thật ra là ông đưa cho Chúa một bài diễn văn là ông tốt cỡ nào. Người Pharisee đứng dậy và cầu nguyện về mình như thế này: Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài vì con không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này.
đứng cầu nguyện với Chúa, nhưng mà mắt cũng để với cái người đứng ở phía sau mình. Còn đối với ông, nó chính là bức ảnh tương phản với Chúa thấy. Chúa nhìn xuống, Chúa nghe thấy cuộc đời của nó và cuộc đời của con, thì Chúa nghe phải ban phước cho con, bởi vì con tốt hơn nó quá. Rồi ông nói thêm, con kiêng ăn mỗi tuần 2 lần và nộp 1/10 về mọi lợi tức của con. Hai câu này cho chúng ta thấy người này là một người tốt. Anh tốt thật. Chúng ta xem một số việc mà chúng ta thấy đây là một người tốt. Thứ nhất, chúng ta thấy người này nói với Chúa là Đức Chúa Trời, con không phải như người thu thuế này, nhưng mà con là người như thế nào? Là Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài vì con không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế này, lạm thu tiền của người khác, làm giàu trên xương máu của người khác. Người tốt này hư mất. Ông có những cái việc rất là tốt mà chúng ta phải công nhận. Thứ nhất là ông đi đến đền thờ. Thì so với nhiều người, ông tốt hơn nhiều phải không chứ? Ít nhất là cũng có đi thờ phượng. Và đây cũng là một vấn đề mà chúng ta cần để ý đến trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta muốn sống một cuộc sống như là ngọn hải đăng, như là ánh sáng của thế gian này, một trong những điều người ta phải nhìn thấy trong đời sống của chúng ta là cái sự thờ phượng Chúa của chúng ta. Chúng ta thấy ở đây, ông đi thờ phượng. Có nhất là 6 điều chúng ta thấy về con người này. Đó là người Pharisee đến đền thờ. Ông đến để ra mắt Chúa. Ông đến để thờ phượng. Thứ hai, chúng ta thấy anh là người đi cầu nguyện. Tôi muốn nhấn mạnh điều này để anh chị em nhớ một điều này rất là quan trọng. Chúa Giê-xu không phủ nhận những việc tốt này, nhưng Chúa chỉ ra cái động cơ của người này sai lầm. Nhưng chúng ta thấy ông đi đến đền thờ. Trong đến đó, ông cũng là người đi cầu nguyện. Anh không phải giống như kẻ dại nói trong lòng không có Đức Chúa Trời. Ông cũng giống như những người vô tín, thờ ơ, không tin vào sự cầu nguyện, cho nên suốt đời không cầu nguyện và cũng không tham dự các buổi cầu nguyện. Không, người đàn ông này là người cầu nguyện Chúa, và anh lấy điều đó là đây là chuyện thường xuyên và công khai. Anh đi đến đền thờ để anh cầu nguyện. Và thứ ba, chúng ta thấy anh không phải là cái người tống tiền người khác. Từ ngữ này có nghĩa là cướp đi của người khác tiền bạc của họ. Anh không phải là người cướp của những người dân nghèo vì anh đã đánh thuế ở trên họ như những người thu thuế. Anh cũng không phải là người bất chính. Và nói điều đó ở trước mặt Chúa. Từ ngữ được sử dụng ở đây là thuật ngữ có nghĩa là xấu xa hoặc là bất chính. Anh nói Chúa, con cảm ơn Chúa. Con không phải như những người khác. Con không tham lam. Con không sử dụng những người khác cho lợi lộc cá nhân. Con không phải là người bất nghĩa. Con phải là người tham lam. Và con cũng không phải là người gian dâm. Ông có một gia đình tốt. Ông chung thủy với vợ của mình. Là một cái người sống đời sống tính dục tốt đẹp. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, Chúa Giê-xu không nói gì, ông ngươi sai cái điều đó. Và một người Pharisee khác được nói đến ở trong Luca chương 18 này, cũng có thể là chính nhân vật này mà Chúa Giê-xu ngày nói đến, là người trẻ giàu có, anh chị em còn nhớ. Thì Chúa hỏi, ngươi có giữ luật pháp không? Ông nói rằng tôi đã giữ một cách trọn vẹn từ lúc nhỏ. Chúa Giê-xu nói rằng nhưng mà ngươi còn thiếu một điều. Đây là những người mà chúng ta thấy rằng một cái bức ảnh của những người của tôn giáo làm những công tác của tôn giáo rất tốt. Nhưng mà họ đã dần dần để cho những công tác của tôn giáo này đưa họ đến một cái chỗ là họ tự tôn rằng mình đã quá tốt đến độ mình không cần sự thương xót của Đức Chúa Trời nữa. Anh chị em, chúng ta phải đề cao cảnh giác. Đừng để mình
chỉ tập trung vào những công tác tôn giáo, cũng như giữ đạo đức, để rồi mình tự mãn và cho rằng bây giờ mình quá tốt rồi, không có chỗ nào khác mà mình cần cái sự thương xót của Chúa nữa. Chắc chắn rằng Chúa phải cho mình vào nước trời, chứ còn Chúa không làm gì khác hơn được, vì quá tốt. Anh xem như Chúa Ngài chỉ ra cho người trẻ giàu có, Ngài nói người giữ luật pháp một cách trọn vẹn từ nhỏ, ta chỉ cho người biết người đã giữ luật pháp theo chữ nghĩa, nhưng mà tinh thần thì người đã phạm rồi. Hãy đi về bán hết gia tài của mình, phân phát cho người nghèo rồi đi theo ta. Kinh Thánh ghi lại chúng ta rằng người trẻ giàu có này bỏ Chúa, rời Chúa ra đi mà rất là buồn, vì người này có của cải rất là nhiều. Anh nghĩ rằng anh không thờ lại hình tượng, không trước mặt Chúa không có một thần nào khác. Bởi vì trong nhà anh không có tượng, anh cũng không gọi một thần nào khác. Nhưng mà có một ông thần to tướng ở trong đời sống của anh là ông thần tài, là sự giàu có của cải. Anh đang là nô lệ của nó, và nó trở nên hình tượng trong đời sống mà anh không biết. Chúa Giêsu chỉ ngay cái chỗ đó. Tại vì chúng ta là chủ của tiền bạc, của tài chánh, khi chúng ta có thể sử dụng nó. Và khi nào chúng ta không dám đụng đến nó, có nghĩa là nó là chủ của chúng ta là chủ của nó. Mà có người nói đồng tiền là một đầy tớ rất tốt, nhưng mà là một ông chủ rất ác. Khi nào mà nó trở nên chủ của chúng ta, nó sẽ giết cuộc đời của chúng ta. Và đây là cái chỗ mà cũng rất đặc biệt để chúng ta đi. Đức Chúa Trời không so sánh mình với ai hết, mà Chúa Giêsu so sánh Đức Chúa Trời với ma môn. Và Chúa nói rằng không được làm tôi hai chủ. Vậy nó mạnh lắm anh chị em. Người trẻ này nghĩ rằng mình đã giữ luật pháp của Chúa cách trọn vẹn, nhưng mà Chúa Ngài qua những sự dạy dỗ này để chỉ ra cho con người của chúng ta, chính là trong những chỗ mình nghĩ là mình đã tốt rồi đó, chính là cái bẫy rập mà mình có thể chết. Nhưng người Pharisee tại đây chúng ta thấy rằng ông đã nói những điều này, và Chúa Ngài không nói ông nói sai. Chúa cho biết. Và dường như Chúa Ngài, cái sự yên lặng của Ngài không có vạch trần cái người này, Chúa Ngài biết con người này có làm những việc này. Rộng cộng thêm một điều nữa, mà chúng ta thấy rằng phải là một người có lòng nhiệt thành, chân thành đối với công tác tôn giáo của mình. Anh ta đến nhà của Đức Chúa Trời, anh ta đến trước mặt Chúa cầu nguyện, anh ta kể ra những công việc mà anh ta không phạm. Rồi anh ta nói thêm một điều, đó là mỗi tuần có 7 ngày mà tôi kiêng ăn 2 lần. Phải là một người hy sinh lắm anh chị em. Kiêng ăn ở trong thời đó là kiêng ăn và kiêng uống, từ mặt trời mọc cho đến mặt trời lặn, không ăn gì hết, không uống gì hết. Tuần 7 ngày mà anh này làm 2 lần. Ban đầu anh cảm ơn Chúa vì phước hạnh, nhưng mà sau thời gian anh nói tôi không ngờ tôi tốt đến như vậy, tôi không ngờ tôi có một cái sức mạnh thuộc linh mạnh mẽ đến như vậy. Rồi tự mãn và cho rằng mình đã quá tốt. Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu Ngài không nói rằng anh này nói bậy, là anh không có phải là người kiêng ăn mỗi tuần 2 lần, nhưng mà Chúa Ngài chỉ nói đến cái thái độ của anh nương cậy vào trong công chính cá nhân của mình, mà Chúa nói rằng không đủ. Chúng ta xem tại sao người đàn ông này lại là một người đàn ông hư mất. Thứ nhất, sự công bình của anh hướng ngoại chứ không hướng nội. Người Pharisee có chiều hướng họ làm cái gì đó để cho người ta thấy. Và đây cũng là điều mà chúng ta cần để ý. Khi Chúa bảo chúng ta có một số việc chúng ta làm, khi các ngươi cầu nguyện, vào trong phòng riêng, đóng cửa lại cầu nguyện. Ý của Chúa Ngài muốn điều chỉnh những người mà đứng ở giữa chợ cầu nguyện, nhưng mà nhà thì không có cầu nguyện bao giờ. Vì đứng giữa chợ cầu nguyện được người ta khen, còn đóng cửa cầu nguyện ở trong nhà có thể cũng đã cầu thai nữa, đâu ai biết mà khen. Cho nên Chúa Ngài nói rằng Cha của các ngươi trên trời mới thấy trong chỗ kinh nghiệm mà ban phước cho ngươi. Những người Pharisee là những người thích cái bề ngoài. Sự công bình của anh hướng ngoại. Nếu chúng ta đọc lại Matthew chương 23, chúng ta thấy Chúa Giêsu ít nhất là 7 lần Chúa nói rằng khốn cho các ngươi, khi Ngài nói về những người Pharisee này. Các ngươi giữ những cái luật rửa tay, rửa chén, rửa bát của mình theo luật của tôn giáo. Họ có cái luật rửa tay, anh chị em, và nó chi tiết lắm. Họ đổ cái số nước bằng một cái trứng ở trên tay của họ, họ rửa và hứng như thế nào để nước còn đọng ở trong lòng bàn tay. Rồi họ duỗi cái tay của mình xuống, nó vừa chạy đến đầu tay, họ bật lên ngược trở lại để tay của họ. Bày tỏ ra những nghi thức này rất khó để có thể giữ cái luật này, rửa tay, rửa chén, rửa bát. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng khốn cho các ngươi là những người ở bên ngoài thì thấy trắng sạch lắm, như là một cái mã tô vôi trắng, nhưng bên trong thì là hài cốt của người chết.
Chúa muốn tìm thấy bề trong, nhưng mà những người Pharisee thì họ chỉ sống bề ngoài. Đó là một trong lý do tại sao người này tốt nhưng hư mất. Cho nên chị em, mỗi lần chúng ta làm cái gì, hãy xét lại động cơ của chúng ta. Chúng ta làm cho người ta thấy hay là chúng ta làm cho Chúa? Đức Chúa Trời Ngài xác nhận với chúng ta một điều rất là quan trọng qua lời của Chúa. Loài người thì xem bề ngoài. Cho nên đúng, các chị em nhớ chồng của mình nhìn bề ngoài, cho nên cũng phải phấn son một chút. Chỉ có Đức Chúa Trời là đã nhìn thấy trong lòng. Và điều đó quan trọng hơn. Cho nên hãy tập trung vào trong cái công việc mà Đức Chúa Trời Ngài muốn tìm thấy. Ngài sẽ nhìn thấy những điều trong lòng. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện, hãy nhớ rằng chúng ta cầu nguyện với Chúa. Chúng ta bố thí, chúng ta cũng hãy bố thí hay là dâng hiến cho Chúa. Làm mọi việc là làm cho Chúa. Khi chúng ta kiêng ăn, chúng ta cũng hãy kiêng ăn trong cái sự kính nhiệm, bởi vì Chúa thấy điều đó và Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta. Luôn cái dâng hiến, Chúa bảo đừng để cho tay bên này biết tay kia làm gì. Chúa Ngài không nói đến cái công việc của chúng ta là sống cứ nâm nấp lo sợ, cứ lấy đậy lại hay là chỉ đóng ở trong nhà. Nhưng mà Chúa Ngài muốn nói đến chúng ta đừng sống hướng ngoại, nhưng mà để nhớ đến chúng ta phải sống về hướng về bên trong, là nơi mà Đức Chúa Trời muốn tìm thấy. Thứ hai, anh ấy chưa được tái sanh. Đây là điều kiện không thể thiếu. Mà chúng ta thấy khi Nicodem là một người học giả của Kinh Thánh, một người ở trong nhóm của những người sao chép Kinh Thánh. Ông đến, một người lãnh đạo của người Do Thái đến gặp Chúa và đặt câu hỏi làm thế nào để một người có thể vào nước trời. Chúa Giêsu trả lời ở trong Giăng chương 3 câu số 3. Nếu không được tái sanh thì không ai có thể được vào nước thiên đàng. Và câu số 7, Chúa nói rằng các ngươi đừng ngạc nhiên về điều ta nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Tại sao mà nó rất là quan trọng? Như tôi thường nói với anh chị em 60 hơn năm về trước, tôi đã được chào đời và bước vào làm thành viên của gia đình nhân loại khi mẹ của tôi sanh tôi ra. Tôi là con của ông bà Huỳnh Cẩm Hiền, bà Đỗ Thị Cẩm Vân. Sanh ra ở trong gia đình đó và tôi là thành viên của nhân loại. Nhưng cảm ơn Chúa, 18 năm sau, ở giữa biển phía nam của Trung Quốc, South China Sea, trên đường vượt biển, khi trên tàu đã hết nước để uống, xung quanh là nước, nước cả một cái đại dương đó, nhưng mà không uống được vì nó là nước biển. 6 người đã chết ở trên con thuyền của chúng tôi. Tôi cũng khát và sắp chết. Trong lúc đó xét lại đời sống của mình thì thấy rằng mình là người giữ đạo, theo đạo của Tin Lành, vì đạo của ông bà, của cha mẹ, chứ không phải là người có một kinh nghiệm cá nhân với Chúa. Tôi đã ăn năn và tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus cho chính mình. Trước đó Đức Chúa Jesus là một nhân vật trong các trang của Kinh Thánh. Tôi chỉ biết về Ngài, nhưng ngày hôm đó tôi đã mở lòng mời Ngài bước vào đời sống của tôi. Chúa Jesus bước ra khỏi các trang Kinh Thánh và bước vào cuộc đời của tôi. Và lời hứa của Chúa, Thánh Linh của Ngài liền đến và sanh tôi lại trong Chúa. Tôi được tái sanh ở trong Chúa và tôi bây giờ được là thành viên của gia đình của Đức Chúa Trời. Là gia đình thuộc linh. Cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta muốn được vào nước của Đức Chúa Trời thì cái cách duy nhất mà Chúa Giêsu Ngài nói đến tới đây, chúng ta phải được sanh lại. Chúng ta phải được tái sinh, chúng ta cần phải được sanh lại lần thứ nhì. Chúng ta có cái ngày khai sinh của chúng ta là ngày cha mẹ sanh mình ra. Và chúng ta cũng phải có ngày khai sinh thuộc linh, ngày mà Đức Thánh Linh sanh chúng ta vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Ông này không có. Cái gì đi nữa thì cũng không phải là người nhà của Đức Chúa Trời. Thứ ba, người Pharisee thực sự là kẻ tội đồ giống như mọi người khác. Ông cũng là người tội nhân. Nhưng mà ông thì nhìn qua nhìn lại, mà luôn cả trong lời cầu nguyện, ông lại có thể nói với Đức Chúa Trời một điều mà chúng ta thấy rằng bình thường chúng ta thấy cũng nói nó cũng ngại miệng. Khi mình nói mình hơn ai đó, mình đạo đức hơn ai đó, mà đằng này đứng nói với Đức Chúa Trời, con không có tham lam, con không có dâm dâm giống như cái anh thâu thuế kia. Bởi vì anh này so cái gương của cuộc đời của mình với những người lân cận, cho nên nhìn vô trong đó anh thấy mình tốt hơn những người này rất nhiều, những người tội nhân rất là nhiều.
Một tí nữa chúng ta sẽ thấy người thâu thuế. Soi cái gương của sự hiện diện của Đức Chúa Trời, anh thấy được anh là người tội lỗi, một tội nhân cần sự thương xót của Chúa. Rồi đó chắc chúng ta đến người đàn ông xấu đã được cứu, câu 13 đến 14. Người ta ít nói về người thâu thuế này, chỉ một câu mô tả, một lời cầu nguyện của anh. Một lời cầu nguyện rất ngắn. Trong bản tiếng Anh thì tôi đếm nó 7 chữ, trong tiếng Việt của chúng ta là 14 chữ. Và cái kết quả của nó tuyệt vời. Vì cái điều kiện, cái thái độ đã đáp ứng đầy điều Đức Chúa Trời ngày mong đợi. Người đàn ông xấu này đã được cứu vì thứ nhất, anh ta chắc chắn là một người đàn ông xấu. Chứ không có cái thái độ giống như nhiều người. Lạy Chúa, nếu con có tội, xin Chúa tha tội cho con. Nếu con có tội, xin Chúa tha thứ tội mà kiểu đó, thì Chúa nghe nói rằng, con chưa biết con tội gì thì đừng có đến đây xin. Tôi nhớ lúc nhỏ, làm cái gì đó bị đòn. Thì cứ, ba tôi hỏi, con vẫn tức tưởi phải không? Con có biết lỗi của con chưa? Không ngưng được, tức tưởi. Mà chúng ta thấy đứa nhỏ nó như vậy, nó làm việc nó tức là tại sao mình bị phạt như vậy mà nó không biết là mình sai cái chỗ nào. Có nhiều người ngày hôm nay đối với Chúa cũng giống như cho đến khi ba tôi giải thích, con làm cái điều đó sai, bây giờ con hiểu chưa? Dạ, dạ hiểu. Cái hết tức tưởi nữa. Anh chị em, người này biết là mình là một người xấu. Anh nói trước mặt Chúa, anh nhìn nhận. Và đây là điều rất quý mà Chúa muốn tìm thấy trong đời sống của chúng ta. Chúa biết chúng ta xấu không? Ngài là đấng toàn tri, Ngài biết chứ. Có thể chúng ta qua mặt được mọi người, nhưng chúng ta không thể nào qua mặt được Đức Chúa Trời. Cho nên người này nhìn nhận. Thứ hai, tôi tin rằng anh là người không quen với việc cầu nguyện, kêu cầu danh Chúa. Có thể trong đời sống tội lỗi của anh, danh của Chúa là tiếng chữ thề của anh. Giống như ngày hôm nay, người Mỹ, trong đó người Việt của chúng ta cũng có, nhưng mà áp dụng một cách khác. Người Mỹ chúng ta thấy khi mà họ làm cái gì mà họ bực mình hay gì đó, họ lôi danh của Đức Chúa Jesus Christ ra và họ thét lên. Người Việt của chúng ta thì trời ơi, là cũng nghe sợ là gọi trời trời đánh, chàng ơi. Rồi nhiều người bình dân hơn, thay vì trời đất ơi thì nói cho trại ra mèn đất ơi. Ngài có thể bị mặc cảm của tội lỗi, không phải là người thường xuyên cầu nguyện. Cho chúng ta thấy anh mặc cảm. Câu chuyện Chúa Giêsu kể, chúng ta thấy dường như có một khoảng cách. Cái người Pharisee thì tiến sát vào và nhìn lên Chúa với một cái thái độ và kể cho Chúa nghe tất cả những việc tốt của mình. Còn người thâu thuế này đứng xa xa. Vì cái thái độ trong tấm lòng anh biết anh là người sống xa Chúa. Người thâu thuế đứng xa xa. Anh lên đền thờ cầu nguyện, nhưng mà điều mà cho chúng ta thấy ở đây đó là anh xấu hổ. Anh không dám nhìn lên Chúa mà nhìn xuống đất. Niềm hy vọng của những người tội nhân được tha thứ là bạn có thể ngước mắt lên để nhìn cuộc đời này. Như lời của Chúa rằng Ngài sẽ làm cho sừng của tôi ngước cao lên như sừng của con bò tót. Khi chúng ta được Chúa Ngài tha thứ, chúng ta còn không còn mặc cảm mà lầm lũi đi chỉ nhìn xuống đất. Người thâu thuế này đến trước mặt Chúa trong một thái độ nhận biết được mình là người xấu, mình là một tội nhân. Bạn chuẩn bị được Chúa Ngài làm cho sừng của anh được ngước cao lên. Anh có thể ngước mặt nhìn đời vì điều kế tiếp mà anh xin là Chúa Ngài ban cho. Vì chúng ta hãy xem xét lý do tại sao Đức Chúa Giêsu nghe lời cầu nguyện của người này là một tội nhân, để chúng ta là những người muốn tìm cái hy vọng của sự tha thứ của Chúa, chúng ta cũng có thể kinh nghiệm được cứu giống như anh ta. Thứ nhất là anh ta thành thật thú nhận mình tội lỗi của mình. Đây là bài học đầu tiên của bất kỳ ai. Nếu chúng ta muốn được gặp Chúa,
và kinh nghiệm được bước vào sự sống đời đời vương quốc của Đức Chúa Trời và nước trời. Chúng ta phải làm, đó là chúng ta phải nhìn nhận mình là tội nhân. Tội nhân khác hơn người có tội. Nhiều năm bản Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta dịch rằng tôi là người có tội. Nhưng mà trong nguyên tác cũng như trong tiếng Anh chỉ là một tội nhân. Người có tội có nghĩa là mình là người tốt nhưng mà lẫm chẩm có một số tội. Còn tội nhân là nhận biết đó là bản chất của tôi. Tội nhân thì công việc của nó là phạm tội. Và khi giải quyết mình không còn là tội nhân nữa mà được Chúa Ngài thánh hóa để trở nên thánh nhân thì chúng ta sẽ bắt đầu có thể làm được những việc thánh. Anh chị em nắm được vấn đề không? Cho nên chúng ta chẳng những phải nhìn nhận mình là người có tội mà chúng ta phải nhìn nhận mình là tội nhân. A sinner. Tiếng Anh cái gì mà khi mà có cái chữ ER phía sau đó hay là chữ OR thì chúng ta biết rằng chính cái người làm công việc đó. A sinner, một cái người tội nhân thì phạm tội nhân thì làm những công việc mà tội nhân làm. Anh thú nhận tội lỗi của mình. Mà trong ngôn chương 28 câu số 13 cho chúng ta thấy một lẽ thật này. Người nào giấu tội lỗi của mình sẽ không được may mắn. Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Cảm ơn Chúa. Lúc nhỏ anh chị em còn nhớ ngày đó. Cha mẹ bắt phải khai tội ra. Mình cứ chối quanh chối quẩn. Và cứ hồi hộp. Hồi hộp là không biết là lúc nào sẽ có người đưa đến tất cả những gì cần biết cần có để cái kết tội của mình sẽ được chắc chắn. Người nào giấu tội lỗi của mình sẽ không được may mắn. Nhưng phước hạnh là khi chúng ta xưng tội mình ra. Vừa mới xưng xong mình thấy nó nhẹ rồi. Đối với cha mẹ, đối với Chúa cũng vậy. Khi chúng ta thật lòng ăn năn xưng ra tội lỗi của mình, chúng ta sẽ thấy bao nhiêu gánh nặng của tội lỗi đè ở trên vai của chúng ta liền rớt xuống. Chúng ta thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Vì chúng ta biết được lòng nhân từ của Chúa, Ngài sẽ tha khi chúng ta thật lòng ăn năn, nhìn nhận. Chúng ta để ý cái người sâu thuế này không có bào chữa về cái tội của mình. Anh ông đến nói rằng, thưa Chúa, mọi người trong sở thuế đều ăn hết. Con không ăn, nó đuổi việc con sao? Nó là cả một cái hệ thống mà Chúa ơi. Không có nói. Nhìn nhận. Mình có tội. Mình là một tội nhân. Anh thú nhận điều đó. Thứ hai, chúng ta thấy người thu thuế có tấm lòng ăn năn. Ăn năn từ đây chúng ta thấy rằng anh đã thay đổi cái lối suy nghĩ của mình về tội lỗi. Và đây là một điều rất là quan trọng để chúng ta nhớ. Ở trong nguyên tác thì cái chữ ăn năn có nghĩa là mình đi ngược chiều trở lại. Danh từ tại Mỹ này, chúng ta lái xe ở trên xa lộ vân vân, chúng ta gọi là make a U-turn. Chúng ta đi ngược chiều trở lại. Nếu chúng ta đang hướng về một hướng mà chúng ta khám phá ra rằng mình đã lạc đường, mình đã đi ngược hướng, thì công việc của chúng ta nó rằng thôi mình sửa sửa nhẹ nhẹ chút chút từ từ. Không có. Muốn quay trở lại đúng hướng, chúng ta phải đi ngược lại cái hướng mà mình đang đi. Đó là chữ ăn năn. Ăn năn là chúng ta biết con đường mình đang đi là sai và chúng ta làm một cái quyết định. Chúng ta thay đổi ở trong suy nghĩ của mình và chúng ta trở lại đi cái con đường đúng. Người này ăn năn. Tôi tin rằng nhiều ngày mặc cảm của tội lỗi đã đè nặng trên con người này. Bạn thấy ở trong lòng lực của anh đó. Cái mặc cảm tội lỗi nó làm cho anh hồi hộp, nó làm cho anh khổ sở về công việc này. Cho nên đứng trước mặt Chúa, ở trong sự cầu nguyện, anh chẳng những không dám ngước mắt lên, nhưng mà đấm ngực của mình, mà nói với Chúa rằng lại Chúa, con là một tội nhân, xin thương xót con. Đấm ngực của mình. Nói điều này thì chúng ta thấy cũng có những người đấm ngực nhưng mà không ăn năn. Đi vào trong nhà thờ thì cũng đấm ngực, lỗi tại tôi mỗi đàn, bỏ ra làm tiếp. Đấm ngực cho đến bầm ngực mà không có sự thay đổi xoay chiều thì anh chị em nó cũng không có giá trị. Bày tỏ ra cái sự ăn năn, hạ mình xuống trước mặt Chúa và anh đã làm cái công việc xin lòng thương xót của Chúa. Khi chúng ta xin một người thương xót mình có nghĩa là mình biết mình có lỗi đó, mình không xứng đáng đó. Nhưng mà xin cái lòng thương xót của cái người có khả năng để cho mình cái sự thương xót này, có thể tha thứ cho mình, có thể giúp đỡ cho mình, cho nên chúng ta kêu xin cái lòng thương xót. Người sau thế là xin Chúa thương xót ông.
Cảm ơn Chúa. Cuối cùng chúng ta thấy người thu thuế này đã nhận được sự cứu rỗi tức thì. Chúa Giêsu kết luận. Người này về. Trong bản tiếng Anh dùng hình ảnh là người này trở về nhà. Nếu anh xác nhận điều mà người Pharisee nói rằng người Pharisee tốt hơn anh đó, là không có tham lam, không có gian lận, không có gian dâm, anh có thể mặc cảm nhà của anh không khí rất là ngột ngạt. Nhưng mà khi anh xin sự thương xót của Chúa, ăn năn xin sự thương xót của Chúa, Chúa Giêsu kết luận anh trở về nhà của mình được xưng công bình. Còn người kia vẫn như cũ và tiếp tục con đường của công tác tôn giáo sẽ dẫn anh đến chỗ ngõ cụt. Để Ngài đứng ở trước mặt Đức Chúa Trời, Chúa sẽ nói rằng tất cả những việc công đức của con không đủ. Không có một việc gì con làm đủ cho sự cứu rỗi. Mà sự cứu rỗi là sự ban cho của ân điển của ta ban cho con. Con không xứng đáng nhưng mà con nhận được vì tất cả là do Chúa Giêsu đã trả giá xong cho con rồi. Và đây là tin lành của Chúa. Tin lành của Chúa rằng chúng ta không làm bất cứ điều gì để có thể được cứu. Đủ để chúng ta có thể đủ điểm để được cứu. Nhưng mà chúng ta phải ăn năn tội, đến với Chúa Giêsu và tiếp nhận những gì Ngài đã làm xong cho chúng ta, để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tha thứ, chúng ta được tái sanh, chúng ta được làm người nhà của Đức Chúa Trời. Và đó là tin lành hay là tin vui của vương quốc của Đức Chúa Trời. Anh em nắm được vấn đề. Cảm ơn Chúa. Anh trở về nhà được xưng công chính. Hai con người cùng lên đền thờ, đứng ở trong một cái phòng, hai lời cầu nguyện khác nhau nhưng mà kết quả khác nhau hoàn toàn. Một ánh lời cầu nguyện chúng ta có thể hình dung lên đến trần nhà của đền thờ dội trời xuống. Người này trở về vẫn như cũ. Một người cầu nguyện thấu đến Đức Chúa Trời liền và Chúa Giêsu Ngài xác nhận. Người này trở về nhà của mình được xưng công bình, còn người kia không được như vậy. Anh chị em yêu dấu của tôi. Người này cầu xin một lời cầu nguyện rất ngắn. Như tôi nói đếm tổng cộng, chúng ta thấy có 14 từ mà thôi. Anh chị em ai có kinh thánh mở ra và đếm, nếu mà là bạn hiểu đính thì anh chị em sẽ được xác nhận rằng chỉ có 14 từ. Một lời cầu nguyện rất ngắn nhưng mà Chúa đáp lời tức thì, bởi lời cầu nguyện này đến từ một tấm lòng nhận biết mình là tội nhân cần sự tha thứ của Chúa và có thể kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa tức thì, bởi vì mình kêu xin sự thương xót của Chúa, biết rằng mình không xứng đáng. Còn người thâu thuế đứng xa xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực thưa: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân. Chừng đó thôi. Và Chúa Giêsu xác nhận: Ta bảo các con, người này trở về nhà của mình được xưng công bình, xưng công chính, chứ không phải như người kia. Chúa Giêsu cho biết kết quả của hai lời cầu nguyện, hai thái độ này khác nhau hoàn toàn. Chúa Giêsu ban phước để chúng ta nắm được chân lý này, để chúng ta có thể áp dụng. Chúng ta cần đặt câu hỏi đó là trong phần kinh thánh này chúng ta thích điều gì nhất, điều gì làm cho chúng ta được phước nhất. Đối với tôi, lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, đấng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta khi chúng ta biết ăn năn, đấng sẵn sàng phục hồi đời sống của chúng ta khi chúng ta biết trả đến với Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta học được gì về con người? Con người của chúng ta có chiều hướng hay so sánh. Và sau khi chúng ta tích lũy được một số những công việc, chúng ta bắt đầu nương dựa vào trong những việc mình làm, gọi là công chính cá nhân. Và điều nguy hiểm khi chúng ta so mình với những người khác như là một cái tấm gương phản chiếu thì chúng ta sẽ thấy mình tốt hơn một số người. Và tôi khuyên anh chị em là đừng so sánh mình với ai hết, nhưng mà so sánh mình ở trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Như tiên tri Esai, ông là tiên tri của Chúa rồi nha anh chị em. Ông đã từng làm môi miệng của Đức Chúa Trời đó, nói cho dân sự của Chúa từ Esai chương 1 cho đến chương 6. Nhưng Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta cái ngày mà hình tượng của ông là vua Osia qua đời, được cắt đi. Ông lang thang vào trong đền thờ và nhìn thấy vua đời đời. Ông nhìn thấy sự vinh quang của Chúa được bày tỏ ra cung cách thờ phượng của các seraphim.
đứng ở trong ánh sáng của sự hiện diện của Chúa, Esai nhận biết khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dái ở giữa một dân có môi dơ dái. Tại sao? Vì mắt tôi đã thấy Chúa. Anh xem đừng so sánh với người khác. Đừng so sánh với mục sư Khánh, bà mục sư Khánh, là con của mục sư Khánh, hay là ông mục sư Xem, hay là ông mục sư nào khác. Cũng đừng so sánh với anh chị em khác ở trong hội thánh của mình. Nhưng mà luôn luôn anh chị em đứng ở trước mặt Chúa và xét mình ở trước. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời và sự hiện diện của Ngài. Vì cái kết quả của sự phản ảnh chân thật này đó, nó mới có thể giúp cho chúng ta thấy được tình trạng thật của mình. Có người chúng ta hay có cái chiều hướng là chúng ta tìm lỗi của này, vết của người kia, chúng ta làm đủ mọi thứ để thấy mình là người tốt. Cái thái độ sống người ta gọi là bới lông tìm vết đó. Muốn cho mọi người biết tôi là người tốt, cho nên đi bới lông tìm vết của người này người kia, đạp họ xuống cho thật là thấp để mình là cái người cao nhất. Trong đám của những người mù, mình là anh trộm. Nhưng mà anh trộm so với là những người sáng mắt khác thì anh chỉ có một con à. So với Chúa trọn vẹn thì không ai trong chúng ta là công chính hết. Lời của Chúa rằng dẫu người cũng không. Cho nên công việc của chúng ta là phải nhờ cậy vào trong sự thương xót của Chúa. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Chúng ta học được điều gì và điều này có thể được thể hiện ra như thế nào? Rất là nhiều người đang năng nổ trong những công tác của tôn giáo. Anh chị em hãy thương họ. Cậy ơn Chúa, chúng ta đánh thức họ và báo cho họ biết có một niềm vui ở trong Chúa. Có một cái sự hy vọng ở trong Đức Chúa Jesus Christ rằng tội lỗi của họ có thể được giải quyết ngay tức thì khi họ ăn năn hạ mình, xin sự thương xót của Chúa vì sự tha thứ của Ngài. Họ chưa biết, cho nên chúng ta phải nói. Amen anh chị em. Amen Chúa. Nếu có ai có mặt ở tại đây mà bạn chưa bao giờ tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống của mình, Chúa Giêsu có thể là một nhân vật ở trong các trang Kinh Thánh đối với anh chị em, đối với bạn ở tại đây, hay là những người đang theo dõi chương trình nhóm lại này, hay là những người trong tương lai mà Đức Chúa Trời cho phép bạn tìm thấy được bài giảng này ở trên YouTube, thì cho tôi có một lòng tha thiết kêu gọi dựa trên lời của chính Đức Chúa Giêsu dạy, đấng từ trời đến có thể dẫn chúng ta lên trời và xác nhận với chúng ta lẽ thật này. Điều kiện duy nhất, tiêu chuẩn duy nhất để có thể nhận được sự sống đời đời và được vào nước thiên đàng là qua công lao cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu. Cái cửa duy nhất để chúng ta được bước vào trong sự cứu rỗi đó là cánh cửa dành cho những tội nhân biết ăn năn, chứ không phải công chính cá nhân. Nên tôi mời bạn hãy mở lòng ra tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống của mình ngay bây giờ. Nếu bạn có mặt ở tại đây thì tôi mời hãy mạnh dạn tiến lên từ các hàng ghế lên để tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Đối với quý vị và các bạn đang theo dõi hay là được nghe trong tương lai thì xin cũng lặp lại lời cầu nguyện mà tôi sắp sửa hướng dẫn tại đây và tìm đến để chia sẻ với một ai đó về quyết định của mình ở trong giây phút này. Hội Thánh hãy cầu nguyện xin Chúa nghe ban ơn trên chúng ta để xác nhận lẽ thật này trong đời sống của chúng ta. Không có một cách nào khác để chúng ta được cứu, chỉ có qua Chúa Giêsu và ơn cứu rỗi của Ngài. Vì Ngài là đấng duy nhất có thể thỏa đáng tất cả những yêu cầu của Đức Chúa Trời để một người có thể nhận được sự tha thứ. Và trong thời gian này xin Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên, mỗi người trong chúng ta xét lại lòng của mình, xem thái độ và điều chúng ta cầu nguyện trong những ngày qua nó thuộc về dạng nào, của người Pharisee hay là của người thâu thuế nhận biết mình cần sự thương xót của Chúa và chúng ta chỉnh sửa. Nếu có ai tại đây muốn tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống, xin mạnh mẽ rời các hàng ghế của mình tiến lên đây và chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cầu nguyện để tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống của mình. Những ai trong những ngày qua xét lại với gương của Chúa theo như thái độ và lối cầu nguyện của người thâu thuế này, thấy rằng mình đã sống xa Chúa, cuộc đời của mình cần phải tái dâng hiến cho Chúa, đây cũng là cơ hội quý báu để đảm bảo rằng nếu hôm nay, tối hôm nay, chiều hôm nay, trưa hôm nay tiếng kèn thổi, Đức Chúa Giêsu sai thiên sứ của Ngài để trỗi tiếng kèn và quy tụ các con cái của Chúa để được cất lên và gặp Chúa tại không trung. Bạn có tên trong danh sách đó và bạn có lỗ tai lắng nghe được tiếng kèn đó hay không? Hãy đảm bảo, vì đêm đã rất khuya và Ngài mới sắp ló dạng rồi. Xin Chúa ban phước trên chúng ta. Cho kinh nghiệm chúng con cảm ơn Chúa vì phước hạnh của lời của Chúa, của chân lý của Chúa làm cho chúng con vui mừng. Vì hy vọng của chúng con không dựa trên năng nổ của cá nhân,
cũng không do công đức riêng của chúng con mà chúng con tích lũy được, nhưng tất cả đều dựa trên lòng thương xót của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã thương xót loài người của chúng con, và Ngài đã lìa thiên đàng cao sang đến thế gian này, mang lấy nhục thể để sắm sẵn một thân thể hầu có thể chết và đền nợ tội thay cho chúng con. Nãy chúng con tạ ơn Ngài và mở lòng ra tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Xin Chúa bước ra khỏi các trang kinh thánh và trở nên cứu Chúa sống, bước vào cuộc đời của chúng con. Chúng con kinh nghiệm sự tái sanh đổi mới, để tên của chúng con được ghi trong sách sự sống của Chúa, để Đức Chúa Trời trở nên cha của chúng con, hội thánh và gia đình của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự tha thứ của Ngài và ân điển của Ngài. Chúng con đón nhận sự thương xót của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ để chúng con trong thời gian này xác nhận niềm tin của mình một cách chắc chắn ở trong ơn của Ngài. Tại ngày hôm nay, Chúa trở lại, chúng con biết chắc mình sẽ được tiếp rước. Nhưng Chúa ơi, xin ban ơn cho chúng con, để khi Chúa nghe tiếp rước chúng con còn có cơ hội, chúng con sẽ giới thiệu, chúng con sẽ giúp đỡ và mang cùng với chúng con, mang theo chúng con những người thân thương, những người mà Chúa ngài sẽ ban phước và sử dụng chúng con để chia sẻ niềm hy vọng này cho họ, để họ cũng thể được cứu như chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạ Chúa với chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa trời vui mừng cho em hãy được trang bị và ra đi để làm nguồn phước cho nhiều người, dắt đưa họ đến với Chúa. Và trong thời gian này chúng tôi cũng sẽ cầu nguyện cho những người có nhu cầu. Chị em có thể tiến lên. Tôi biết có anh Thượng từ Waco đến đây để nhận sự chữa lành từ nơi Chúa, vì ánh mắt của anh bị yếu dần và đến mức độ bác sĩ đã cho biết phê chuẩn anh đã bị mù chính thức. Chúng ta cầu nguyện Chúa ngày phục hồi. Hội Thánh xin nán lại để chúng ta cùng giữ bữa ăn trưa trở lại của chúng ta. Như cô Hiếu nói rằng chúng ta bước vào thời điểm của BC, before COVID, để chúng ta lại sinh hoạt ở trong ơn của Chúa. Chúa ban phước và gặp lại anh chị em ở phía bên kia để chúng ta cùng nhau dùng bữa chung với nhau. Chúa ban phước. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.